Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 200 bao phân bón hỗn hợp giả, trọng lượng 10 tấn, về giá trị sử dụng và có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2022, tại khu vực ấp 4 xã Chỉnh Sương, thị xã Tân Châu, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67C04006 do tài xế Văn Phú Phong, sinh năm 1973, trú tại thị xã Tân Châu, đang vận chuyển 200 bao phân bón hỗn hợp NPK 16168 cộng TE và NPK 202015 cộng TE, trọng lượng 50kg một bao, trị giá trên 132 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Phúc Nông. Đoàn kiểm tra nghi vấn chất lượng tang vật không đảm bảo nên tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện cùng giấy tờ có liên quan và lấy mẫu phân bón để kiểm nghiệm chất lượng. Theo phiếu kết quả thử nghiệm của cơ quan chuyên môn, thì 6 mẫu phân bón chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón và 2 mẫu phân bón giả về giá trị sử dụng. Tất cả số phân bón trên được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hóa Nông Mùa Vàng, địa chỉ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Phúc Nông. Hiện ngành chức năng đang khẩn trương tiến hành xử lý theo quy định.